Đó chị Phương. Ủa nhà gần đây luôn hả? Không, ngồi quán cà phê này. Vui trời. Mẹ Dũng nhớ em nha. Còn bao nhiêu? 200 sao đi. Lấy tao hủ vô mẹ cho ảnh nhiều á tô ơi. Hủ chín tám nhanh chục chứ sao chờ. Trời ơi. Ủa mà đừng có lợi dụng nha má. Ba tao nói vậy. Nghe đó bà. Hello bà. Tao kêu mày bán cái bên bả đi. Này tao không mà. Ủa cho ba một trăm hả? Chết. Cho ba một trăm hả? Ủa có trúng mà má cho ta mua cái gì? Đó, muốn cầm bà có bà. Số lượng lớn. À giờ đó đó, cầm đó. Không, khác số lượng lớn cầm. Tại sao? Để đi mua một bà. Má, cái này. Đó, ý nói là một cầm cục một số. Trời ơi. Trời ơi, số đẹp quá, coi chừng bắt bà đó nha. Có gì với mình đó hả? Ba phải không? Giờ lấy ba phải cái đây nè bé ơi. Đừng có mua, đừng có mua. Trả với số lại liền đi anh, lại anh. Trả với số liền cho em. Vậy sao mà kêu ta đi luôn? Bà kêu người ta đi luôn. Kêu trả kìa. Trời ơi. Không nghe ai? Tự nhiên nghe bà. Bà đuổi khách người ta đi mà kêu nghe bà. Rồi bây giờ phải thôi, tự nhiên người ta không biết chi, người ta tấp cho người ta ăn mà bà kêu bà đi luôn là cái gì? Bà vô bà trả luôn đi anh ơi. Bây giờ một là anh chọn em, còn hai là anh đừng có mua vé số cho bà. Bây giờ anh trả lại liền cho em. Trả rồi bảo cho người ta nghe vậy trời. Đúng rồi đó Phương. Hay quá Phương ơi. Trả gì quá cho ta đi. Hay quá Phương ơi. Trả gì quá cho ta đi. Trả rồi. Tự nhiên bà lẹ tay lẹ chân quá trời luôn. Trả luôn nè. Nó kêu. Tự nhiên bây giờ bà nói đi mấy món bà không có đuổi khách nữa nghe không? Trời ơi, cái chi mày ế. Ờ vậy không đấy không? Tự nhiên chị với em mà còn thân mà bà còn làm như vậy đó. Thì còn mấy người xá lại với bà làm sao với người ta? Bà nói cái gì chi mày ế đi, tao tao không có cần bán luôn, tao đi bán quán nhỏ. Trời ơi, tôi sống tình nghĩa với bà quá bà chứ. Tôi sống đâu có nói chữ tệ với bà đâu mà còn vậy nữa. Anh có mua bả không vậy? Em có. Trời ơi, bả lấy tiền luôn. Em cái mười mấy năm coi như là hết. Chưa bao giờ thiệt á. Chưa bao giờ mà tôi nói dân sự tới mà tôi tệ hại với bà luôn á, tôi nói thiệt cho bà nghe. Bà đụng với tôi nó đi. Bà đụng với tôi đụng cái đi. Có cái hầm dặn đâu. Trời ơi, tôi lấy cái hầm dặn mà luôn. Đó chưa ơi. Trời ơi, vừa mua giá xấu vừa. Trời ơi, là trời bà làm như vậy hoài bởi vì cái cục này của bà càng ngày càng sưng. Tôi chích cho nó bể luôn bà tin không? Nãy bà làm gì bà gọi đùi ổng vậy? Lông nó đẹp. Bà biết ổng này là ổng của ai không? Ổng của bà. Ổng của bà. Nói đi, ổng của bà. Ổng của bà. Ờ. Trời ơi, đây đi. Bà xin lỗi người ta đi. Xin lỗi anh. Hồi nãy giờ em có hơi lỡ tay lỡ chân. Em có hơi lỡ tay lỡ chân. Bà lỡ tay nữa kìa. Bà mới lừa lỡ đem lần. Bây giờ là từ đây trở đi tôi không có gờ mó nữa. Không có gờ mó có bóc. Nè. Bóc mà tôi chích xì cục kia luôn. Bây giờ có lỗi thì phải nhận lỗi. Đi qua đây với tôi. Tôi dẫn bà đi gặp người này. Người này giải quyết với cuộc đời của bà. Bạc luôn. Đưa đây, đi với tôi đi, tôi không có làm bà thất vọng đâu. Từ xưa đến giờ bà sai với tôi nhiều vụ. Thì bà đi với tôi. Đi đây. Đi đây. Không phải, đi đây nè. Không có hùng giá, tôi để cái bà này. Nè. Hỏi luôn đi. Nè chớp. Tôi buông ra nha. Bà còn nhìn mặt nó không, tôi buông ra nha. Em nghe nè anh ơi. Con mới mua xong. Một chút nữa đi, chút khoảng 15-20 phút nữa chạy qua anh liền á. Mua không? Bà đẹp. À ok, anh có đi đâu không? Bà đẹp mà mua. Mấy giờ đi chợ? Con vòng. Con vòng. Giờ cho em 10 phút đi, bây giờ anh chạy vậy. 10 phút đi ha. Đi chùa ở đâu? Ok nói nghe đi chùa ở đâu? Đi qua lấy quần áo. Lấy chùa ở đâu? Đi mẹ thì nghe. Ủa sao quá, tao đi má. Đi con làm đi đưa đây. Đi con làm đi đi đâu? Đi nghe mẹ mẹ quan âm linh lắm. Đi không? Ôi, chỉ có mình lấy cái vỏ ba lẻ nhất có Phường. Trời ơi, tôi làm lẻ lắm má. Mày đặt ngứa tay ngứa chân giật chìa khóa của người ta. Ba
Trời ơi, ai chỉ bà làm cái nghề đó vậy? Hay quá. Hồi xưa giờ bà đá xe luôn. Ok, cảm ơn. Ai có độ trong sổng luôn á má. Trời ơi. Đồ luôn á mày. Bà mà còn quậy một lần nữa là cái túi thần kỳ Doraemon này tôi thịt khu nghe, tôi nói trước đó nha. Bà tin không? Bà thấy tôi lẹ tay lẹ chân không? Bốn tờ nhiêu đúng không? Tờ, em đưa nhiêu? 50 đúng rồi, đúng rồi. Đa mấy tờ? 4 tờ là 44.000, 44.000 đủ 50, 50 thì thôi là 6.000, ok đủ. Đấy là đủ, từ từ. Ý là thổi đủ chưa? Đã còn bao nhiêu nữa? Chứ tự thổi nè. Còn 1.000 nữa không vậy? Trời ơi, cảm ơn, bỏ vô đây luôn. Đấy. Bỏ vô, đừng có giả bộ, giật cái tiền lại bỏ vô đây. Đưa ơi. Kè con nữa kìa. Ok, ok. Bỏ vô tôi kia còn cho bà làm gì vậy trời. Bà vô vui vẻ không quạo nha. Quạo mới dùng cái số mà tôi chạy luôn giờ đó. Không có nha, không hề nha mọi người nha. Cái này là con này biện minh. Quen có nghĩa là quen biết, có nghĩa là bạn bè. Có nghĩa là con này nhiều khi nó thương nhớ anh này. Giống như là yêu đơn phương cái đó mọi người. Nhưng mà anh này chỉ coi bé này là bạn thôi. Đó, tình yêu của cộng đồng đâu ra vậy, đâu ra vậy. Mà đúng không anh? Là anh này chỉ coi em giống như là bạn bè thôi, chứ không có gì hết. Mọi người ơi, tư là hồi xưa là bé. Bé TV trong cộng đồng ACBT, bé tên là Rita. Đó. Nhớ hay vậy. Trời ơi, sao không nhớ. Bé tên là Rita, còn bé giống như là làm cam đi khi chính Phương vậy đó. Rồi chừa Phương lấy chồng mà bé không lấy chồng người ta luôn. Đó là bé Rita nè. Mọi người, anh này là chồng cũ của VV, giờ đã chia tay rồi. Bây giờ ảnh nên đi lấy vợ nha mọi người. Thì bây giờ lỡ VV thông báo rồi, lỡ VV đã thông báo là chồng cũ VV thì em xin thông báo với mọi người đây, vợ em. Anh này vợ em nè mọi người. Em là chồng kè nữa, kè quậy nữa kìa. Sao má này hay vậy quá vậy trời, cái tay, đưa cái tay đây. Đưa cái tay đây. Nói bao nhiêu lần rồi cũng vậy. Bà mới giờ bóc cái gì của người ta? Bóc cái gì? Mấy bà thò tay vô cái túi nè. Hư cái tay hư được nè. Xe tay kìa. Hư đồ. Rồi làm gì nữa? Bà tính làm gì nữa? Chồng tôi mà. Rồi chồng bà muốn làm gì bà làm hay gì sao? Đi. Đi đâu? Đi vô. Rồi đi. Vô chồng làm gì? Ok, cảm ơn anh nha. Ok, vậy. Đẹp đẹp. Thôi, đẹp cái gì? Vô đi anh. Rồi, hello mọi người nha. Đây là hai cô bé hot girl nha mọi người nha. Đó, coi YouTube, coi Facebook, có gà ủng hộ. Ai đồ ở Mỹ nha. Ui. Dễ thương quá vậy trời. Ba chị em mình đi. Đi lấy quần áo này chặt hoài. Ủa đẹp dữ luôn á, ôi giống nhóm ba con mèo quá. Ba mèo này mèo mẹ. Cảm ơn nha. Ủa đó nè, thấy chưa. Quán của em là toàn là chạy xin giấy đẹp. Bây giờ vậy. Trời ơi là trời. Ai kia múa vậy? Quậy dữ vậy. Chán dữ sợ vậy chứ. Ai kia mày múa cho đổ hết vậy. Má Phương kìa. Đi vô lẹ lên xe không mà đi vô đây. Đi vô lại bà.